Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Hồ Chí Minh hút khách nước ngoài đến du lịch và chữa bệnh. Cá heo tiếp tục xuất hiện ở Vịnh Hạ Long. Trứng phục sinh khổng lồ độc đáo ở Croatia. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý 1 đạt 178,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu được 93,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 17%, nhập khẩu đạt 84,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,9%. Trong quý 1 có 16 mặt hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, trong đó 4 mặt hàng đạt kim ngạch trên 5 tỷ đô la Mỹ thuộc nhóm điện tử và dệt may. Trong nhóm nông thủy sản có 4 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch tỷ đô la Mỹ, cà phê có kim ngạch cao nhất trong nhóm này với 1,89 tỷ đô la Mỹ, đứng sau là thủy sản đạt 1,86 tỷ đô la Mỹ, gạo đạt 1,37 tỷ đô la Mỹ, rau quả đạt 1,22 tỷ đô la Mỹ. Sau sự việc trường liên cấp quốc tế Mỹ nợ 3.000 tỷ đồng khiến giáo viên đình công, học sinh phải nghỉ học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo rà soát toàn bộ các cơ sở giáo dục đang triển khai chương trình liên kết giáo dục đào tạo với nước ngoài. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo khi tiếp nhận thẩm định hồ sơ về thành lập, cho phép hoạt động của các cơ sở giáo dục, các chương trình giáo dục có yếu tố nước ngoài phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, giáo trình, pháp nhân và các yếu tố liên quan khác theo quy định. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nếu có. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 300.000 khách nước ngoài đến khám chữa bệnh, trong đó có tới 40% lượng khách tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo các chuyên gia, du lịch chăm sóc sức khỏe là một trong những xu hướng mới. Tiềm năng về du lịch y tế, du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng ở Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là rất lớn. Bệnh nhân người Philippines này đã một thời gian dài loay hoay chữa trị u thực quản nhưng không khỏi. Được người quen giới thiệu đến bệnh viện Chợ Rẫy, ông đã đến thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2023 để chữa bệnh. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi hoàn toàn để cắt khối u và chỉ cần cắt bán phần trên của dạ dày, kết hợp với nạo hạch triệt để. Đây là phương pháp phẫu thuật phức tạp và là một kỹ thuật mới trên thế giới. Chưa đầy 2 tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân đã được xuất viện và trở về nước. Is again, the equipment is still is always available. No need to wait there for 2 hours. No wait there for because the schedule is very toxic. Mm-hmm. No, they just go down and then do the test. Các bác sĩ đầu ngành ở Philippines đã giới thiệu cho tôi về trường hợp bệnh nhân này. Bệnh nhân thì cũng là một người cũng rất là am hiểu và cũng đã tìm hiểu các thông tin ở các nước lân cận như là ở Nhật, ở Singapore, ở Hàn Quốc, nhưng mà cuối cùng thì bệnh nhân đã quyết định là chọn bệnh viện Chợ Rẫy. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 300.000 khách nước ngoài đến khám chữa bệnh, trong đó có tới 40% lượng khách tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu nhiều bệnh viện tuyến cuối, thành phố Hồ Chí Minh hút khách nước ngoài nhờ tay nghề bác sĩ và chất lượng dịch vụ tốt, trong khi chi phí rẻ hơn nhiều nước trong khu vực. Như trường hợp bé gái người Đức này mắc bệnh tim kênh nhĩ thất thể trung gian, được gia đình đưa đến thành phố Hồ Chí Minh chữa trị đã được phẫu thuật thành công. Chúng tôi chọn cái phương pháp là mổ, mình đi cái đường mổ nó hạn chế ít xâm lấn. Cái đường mổ nó khoảng chừng 4-5 cm. Để mình có thể có cái phẫu trường tốt để mình tạo hình mình sửa chữa những cái thương tổn ở trong tim cho nó thật tốt. Và đồng thời là cũng đảm bảo được cái đường mổ nó thẩm mỹ. Du lịch chăm sóc sức khỏe là một trong những xu hướng mới mà thành phố Hồ Chí Minh đang rất quan tâm và đẩy mạnh khai thác. Năm 2023 và quý 1 năm 2024 đã ghi nhận sự khởi sắc của sản phẩm du lịch y tế với 30 tour kết hợp du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ được đưa ra cho thị trường khách trong nước, quốc tế, đặc biệt là phân khúc Việt Kiều vào dịp lễ Tết. Năm ngoái mình cũng đã có chạy rồi, thì mình thấy cơ sở này ok cho nên là năm nay mình lại tiếp tục đăng ký ở đây. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, để thu hút thêm nhiều du khách đến thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm những dịch vụ y tế đẳng cấp, cần phát huy thế mạnh của ngành y tế thành phố, đáp ứng du lịch y tế, các cơ sở y tế, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú dịch vụ cần nghiên cứu để xây dựng, làm mới những gói sản phẩm du lịch với dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe hấp dẫn.
Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và clip một con cá heo đang bơi tại vị trí hang luồn, vùng biển Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Một tín hiệu cho thấy môi trường biển ở đây có nhiều cải thiện. Vị trí cá heo xuất hiện nằm trên tuyến tham quan số 2 theo hành trình Bãi tắm Soi Sim, Ti Tốp, Hang Sửng Sốt, Hang Luồn, Hồ Động Tiên của tuyến tham quan Vịnh Hạ Long. Do đó, hình ảnh cá heo bơi ở đây nhanh chóng được các du khách trên các du thuyền ghi lại được. Người chụp được các bức ảnh này cho biết cá heo bơi lội lộ trên mặt nước biển, sau đó khoảng 10 phút thì lặn xa dần. Đây không phải là lần đầu tiên cá heo xuất hiện ở Vịnh Hạ Long. Gần đây nhất vào ngày 20 tháng 1, đàn cá heo khoảng 30 con nổi lên, bơi lội khá lâu trên mặt biển tại khu vực đảo Cô Tô. Việc cá heo xuất hiện trên các vùng biển Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái và Vịnh Hạ Long có thể là chỉ dấu cho thấy môi trường biển ở đây có nhiều cải thiện. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục thông tin về vụ tàu chở hàng đâm sập cầu ở thành phố Baltimore, bang Maryland của Mỹ. Nhà chức trách nước này đã bắt đầu triển khai công tác dọn dẹp và khắc phục sự cố sau thảm họa. Tối ngày 29 tháng 3, theo giờ địa phương, chính quyền bang Maryland cho biết lực lượng công binh của lục quân đang di chuyển chiếc cần cầu lớn nhất bờ biển phía đông đến Baltimore để hỗ trợ xử lý thảm họa. Dự kiến lực lượng chức năng Mỹ sẽ phải cắt cây cầu thành các mảnh có kích thước phù hợp để sau đó hệ thống cần cầu có thể nâng lên và đưa các mảnh cắt khỏi lòng sông Patapos, nơi cầu rơi xuống làm chặn lối vào cảng Baltimore. Cùng ngày, chính phủ Mỹ cũng đã nhanh chóng duyệt yêu cầu cứu trợ khẩn cấp 60 triệu đô la Mỹ cho bang Maryland để ứng phó thảm họa sập cầu. Khoản cứu trợ khẩn cấp được đưa ra chỉ vài giờ sau khi thống đốc bang này yêu cầu, thay vì phải mất vài ngày xem xét như thường lệ. Ước tính chi phí xây dựng lại cây cầu có thể lên tới 2 tỷ đô la Mỹ. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bỏ xa đối thủ Donald Trump trong cuộc đua gây quỹ. Theo những dữ liệu vừa được công bố trong tháng 2, chiến dịch của ông Biden thu về 53 triệu đô la Mỹ, còn con số của ông Trump chỉ là hơn 20 triệu đô la Mỹ. Vừa qua, Tổng thống Joe Biden cùng với hai cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton đã tổ chức quyên tiền từ hơn 5.000 người ủng hộ tại thành phố New York, dự kiến thu về khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Tổng số tiền mà chiến dịch của ông Biden thu được hiện là hơn 188 triệu đô la Mỹ, trong khi ông Trump mới đạt được 179 triệu đô la Mỹ. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đang gặp khó khăn khi chỉ tổ chức một sự kiện tranh cử duy nhất kể từ khi giành được đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào ngày 12 tháng 3. Ông Trump hiện thường phải xuất hiện ở tòa án để giải quyết các rắc rối pháp lý, làm phức tạp lịch trình vận động chính trị của ông. Nhật Bản đã đưa mức chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục vào ngân sách, ban hành cho tài khoá 2024 bắt đầu từ tháng 4 tới. Ngân sách quốc phòng tài khoá 2024 của Nhật Bản đạt mức cao lịch sử, 7,95 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 52,53 tỷ đô la Mỹ. Đây là một phần trong ngân sách quốc gia được Quốc hội Nhật Bản phê duyệt vào ngày 28 tháng 3 cho tài khoá 2024 với tổng trị giá 112,57 nghìn tỷ yên, tập trung vào việc tăng cường khả năng phản công của đất nước và tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa. Để củng cố mạng lưới phòng thủ tên lửa, Nhật Bản sẽ chi 373,1 tỷ yên để mua 2 tàu được trang bị hệ thống tác chiến phòng không Aegis, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động lần lượt vào năm tài chính 2027-2028. Thưa quý vị và các bạn, trứng phục sinh được coi là phần không thể thiếu trong truyền thống đón lễ phục sinh ở nhiều quốc gia. Tại Croatia, người dân nước này đã có ý tưởng vẽ những quả trứng phục sinh khổng lồ và trưng bày chúng tại các con phố. Những nghệ sĩ người Croatia đang tỉ mỉ vẽ những quả trứng phục sinh có chiều cao tới 2 mét trong nhiều ngày. Hơn 120 tác phẩm đã ra đời từ sự sáng tạo và kỹ thuật điêu luyện của các nghệ sĩ. Những quả trứng phục sinh được trang trí bằng những màu sắc rực rỡ, phản ánh cuộc sống đa sắc màu từ các hoạt động nông thôn đến cảnh săn bắn và câu cá. Chúng tôi đã cùng nhau vẽ được hơn 120 tác phẩm, bao gồm những tác phẩm lớn tới 2 mét và một số tác phẩm có kích thước nhỏ hơn. Các tác phẩm sau khi hoàn thành được trưng bày trên đường phố của thành phố Provinaka và thu hút đông đảo du khách đến tham dự. Trong suốt thời gian thực hiện dự án, những quả trứng phục sinh của chúng tôi đã đi khắp thế giới. Điểm đến xa nhất là New York, sau đó là Budapest, Warsaw, Berlin, Viên, cũng như nhiều thành phố và đô thị khác nhau trên khắp Croatia. Dự án này nhằm mục đích kết hợp truyền thống trang trí trứng phục sinh với trường phái nghệ thuật ngây thơ. Các tác phẩm trứng phục sinh sẽ được giới thiệu ở Mỹ và các thành phố khác ở châu Âu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.